Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 1 năm 1950, nguyên mẫu chiến đấu cơ phản lực MiG-17 đã tiến hành chuyến bay đầu tiên. Chiến đấu cơ phản lực MiG-17 có tên gọi đầy đủ là Mikoyan Gurevich MiG-17, tên ký hiệu của NATO là Fresco. Đây cũng là một trong những máy bay chiến đấu có tầm quan trọng rất lớn của Không quân Liên Xô giai đoạn cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Đặc biệt, MiG-17 là một trong những tiêm kích đánh chặn chủ lực của quân đội Việt Nam để chống lại các máy bay ném bom của Mỹ. Thiết kế của MiG-17 nói chung dựa trên các loại máy bay chiến đấu MiG-15 đã thành công trước đó. Mẫu đầu tiên cất cánh lần đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 1950 do phi công Ivan Ivashenko điều khiển. MiG-17 bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 1951. Mùa xuân năm 1953, biến thể MiG-17F bắt đầu được sản xuất, được trang bị động cơ VK-1F với bộ phận đốt nhiên liệu lần 2, nên tính năng của nó đã được cải thiện. Nó trở thành biến thể được biết đến rộng rãi nhất của MiG-17. MiG-17 thiết kế với cánh cụp xuôi phía sau, cửa hút gió bố trí ở phần mũi máy bay. Máy bay trang bị một pháo cỡ nòng 37mm và hai pháo cỡ 23mm. Hỏa lực pháo của MiG-17 chỉ hiệu quả ở trong tầm 400m. Mục đích chiến lược của MiG-17 cũng giống như những máy bay tiêm kích khác là bắn hạ những máy bay ném bom của Mỹ. Máy bay tiêm kích dưới tốc độ âm thanh này được sử dụng có hiệu quả nhất trong đối đầu với các máy bay tiêm kích ném bom nặng nề, bay chậm như những máy bay ném bom chiến lược của Mỹ như B-50 hay B-36. MiG-17 trở thành máy bay tiêm kích đánh chặn chính trong Không quân Nhân dân Việt Nam vào năm 1965. Mặc dù MiG-17 thua kém các máy bay chiến đấu của Mỹ về nhiều mặt như không có radar, chỉ có kính ngắm, quan sát xa 15 km trong điều kiện thời tiết tốt, trang bị pháo 23-30mm, không có tên lửa và tốc độ cận âm, nhưng MiG-17 dưới sự điều khiển đầy điêu luyện của các phi công Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích gây chấn động một thời. Nổi bật nhất là chiến công bắn rơi 7 máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ do anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy thực hiện. Ông là một trong 16 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACE, một danh hiệu có từ chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Chứ không phải làm nào giữ đội, giữ anh số 1, chỉ huy số 2, số 3 phải theo, phải bám nhau để bảo vệ cho nhau, nó phức tạp. Còn một mình tả xung hữu đột, gặp nào tôi bắn nãy tôi bắn rồi xong tôi lộn hào lên, tôi lộn lên lộn xuống vậy rồi tất cả thứ nó mênh mông, tôi lộn tôi đi đâu tôi đi nhào vô chỗ đông nhất là nó bí lắm, nó không có cách nào nó xử lý được. Trong những năm tháng chiến đấu chống Mỹ, MiG-17 cùng những phi công huyền thoại của Việt Nam bắn hạ cả máy bay tiêm kích bom F-105 vốn nổi trội hơn nó rất nhiều. Theo thống kê, từ năm 1965 đến năm 1972, những chiếc MiG-17 đã bắn rơi 11 chiếc F-8, 16 chiếc F-105, 32 chiếc F-4, 2 chiếc A-4, 7 chiếc A-1, 1 chiếc C-47 và cả trực thăng lẫn máy bay không người lái. Những thành tích đó đã cho thấy sự quả cảm cùng mưu trí của những phi công MiG-17 Việt Nam.